này thiện hiện pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ nếu pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện bậc cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ nếu bậc cực hỷ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bậc cực hỷ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng thể nhiếp thọ. Nếu bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ, nếu năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ, nếu sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Này thiện hiện pháp môn Tam Ma địa chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp môn Tam Ma địa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn Tam Ma địa. Pháp môn Đà La ni chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp môn Đà La ni chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp môn Đà La ni này thiện hiện mười lực Phật chẳng thể nhiếp thọ, nếu mười lực Phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ, nếu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch, chẳng thể nhiếp thọ, nếu 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là 12 chi duyên khởi quán theo chiều thuận nghịch.